Chào mọi người, hôm nay là thứ bảy thì cũng như mọi hôm thì hôm nay mình sẽ livestream một cái máy có tên là Foxhound. Foxhound này máy khác nhé. Foxhound mình trước một máy rồi, máy khác. Máy này liên quan đến cái lỗ hổng, nó quan trọng bộ đệm. Mình sẽ khai thác một đồng trạm bộ đệm, trong video này sẽ chỉ đến những cái lỗ hổng, cái điểm khai thác của nó ở đâu để cho chúng ta cùng nghiên cứu tìm hiểu đấy. Ok, thì máy Foxhound này đây, ở đây đấy, Ubuntu 20 nhá. Thì chúng ta đã mình vừa khai thác thử thì nó có IP là 132, đúng không? Ok, với IP này mình sẽ thử dùng công cụ nmap trừ sv trừ sc để mình xem là nó có những cái thông tin gì. Đấy, chờ một lúc nhé, cháu mình thu được là cộng 2280 80. Đây là photo gì đó, đúng không? Đây là một cái đường nước ảnh. Tiếp chạy hệ điều hành là của Apache và Ubuntu. Đó, ok. Thì mình xem thử trừ PP mà có full port, có những port gì không. Trừ PP nếu không có thì mình sẽ dùng công cụ nmap e5 để mình kiểm tra xem hệ thống này là có cái thông tin gì đặc sắc. Kiểm tra thôi. Ok, PP cũng không còn nào cả. Đấy. Ok, mình sẽ dùng trừ trừ script nhé, bằng e5 http, sorry, http gạch e5 đó, trừ p80, mình thống kê port 80 xem nó có gì. Ok, có robot txt này, có admin html. Ok, mấy cái file này mình thể truy cập xem như nào nhé. Firefox này, xóa lịch sử đi. PHP 2.168.93.132. Ok, đây là liên quan đến photography photo. Tức là đây là một tranh có những bức ảnh, đúng không? Các bức ảnh du lịch rồi về con người rồi vân vân. Đúng không? Về động vật này, cây cối. Ảnh này thì chắc có chắn sẽ có kho lưu trữ ảnh. Mấy ảnh đen này chắc không có này. Cá màu tím nó hiệu ứng ảnh, hiệu ứng dí vào ảnh là nó lên hiệu ứng, đúng không? Tự dí ảnh lên hiệu ứng. Có gì nữa nào, robot admin html, xem là admin html có gì nào. Travel du lịch này cũng chỉ cho này thôi, nó không có cái gì khác, đúng không? Đây, ảnh này lặp lại thôi, nó không có gì cả. Ok, có tải xuống, có mấy cái ảnh lỗi này. À đâu, vẫn xem được chứ, dừng thông này. Dừng thông, đúng không? Ok. Rồi. Có nút tải xuống, nút tua, nút chạy, phóng to. Tải xuống, đúng không? Ok, thế thôi. 36 ảnh, nhưng mà nó lặp đi lặp lại, không có gì đặc sắc cả. Rồi mình đến thư mục thử, mình đến thư mục gì nhỉ, thư mục xem nào, admin.html. Chắc hát no admin page, không có gì cả. Kiểm tra mã nguồn ở đây nói là maybe cái gì đó đi quá sâu trong bức tranh. Tôi là Duno, Duno có thể là user Fox Picture, Google Fox Picture đấy. Tiếp là sâu, maybe text sâu, sâu gì đó.
đi sâu vào đâu đó. Ok, để đấy nhá. Admin này. Robot xem có gì nào. Secret HTML. Sepak là một người ở đó. Ở đây nó là somewhere, à, cái hình từ somewhere, thứ gì đó ở đâu. Keep looking, bạn có thể giữ nhiều, bạn nhìn thấy. Cũng chả thấy gì, ES thôi, chả thấy cái gì cả. Chả thấy gì cả đây cả. Ngoài cái số PR rất nhiều ở đây. Image đường dẫn image đúng không? Xem image lưu cái nó kho lưu ảnh đó rất nhiều ảnh. People, person 1, person 2, con người ta đúng không? Xem mấy bức ảnh person có gì nè. Có gì đặc biệt những bức ảnh này? Những người châu Âu. Có PSP-PNG là gì? Họ có cả bức ảnh này luôn. Bức ảnh này gì? 101001010. Đồ họa đẹp thôi, trái có gì cả. Đấy, thích tôi. Rồi, nature thiên nhiên này. Đường ray tàu này. Cậu không, mạng rất nhiều các cái này, lá này, suối là 7, thiên nhiên suối 6, người thôi 5, người 4, cuốn sách đúng không, 3, tivi và màn hình. Coffee cup luôn thì đó. Hello, bắt khoe mắt của người, mắt xanh, không có gì cả. Foxy, cáo tím, con cáo tím. Big picture, oh, cái này cũng không thể có gì đặc sắc cả. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái gì đặc biệt ở đây. Có hai bức ảnh đặc biệt này mình sẽ xếp về nhé. Tả hai bức ảnh này về vì thế đặc biệt. Một là bức ảnh này, hai là chúng ta có bức ảnh đặc biệt nào nữa đây. Chúng ta có bức ảnh Foxy 1 này. Có hai Foxy, Foxy và Foxy 1. Không biết nó có gì đặc biệt không, nhưng mà được nhân bản lên một cái Foxy thứ hai. Mình thì lưu cái đờ, mình sẽ tìm cái đặc biệt, cái thông tin những cái đặc biệt đó. Rồi, Foxy 1, Foxy 1 và cái file thứ hai là file tên nó gì đó. Đúng không? Mình cũng chả biết tên nó đọc cái gì luôn. Hai cái file ảnh. Đấy. Mình xóa một số file nhé. Này thì cái này thì cái bài cũ luôn. Đó, chúng ta mình có cái file purple gì đó. Mình thử pin quá xem là cái này có gì không. Bây giờ data Foxy 1 tương tự nhau, chúng nó cũng là CVG hết mấy thứ cả thôi. Mình sẽ dùng công cụ Stang 2 từng bức ảnh hiệu purple thì nhiều. À không, không có Stang 2, gọi là Acid Tool.
Tool, Google. Có gì cả. Rồi, mình dùng stack 2. Extract chữ sf thử xem nào. File purple. Không có gì cả. Từ cái file proxy này này. Không cần mật khẩu. Đã ghi ra một cái file data là mg.txt. Ok. Cắt mg.txt. Đây là file base64. Bt mình sẽ dùng base64 thì code nhé. Tuyệt vời, mình thu được một thông tin user hồ gì đó và user epoch. Đây, take note lại nhé. Mình cho thông tin này. Đó, user epoch và cái này. Cái này theo mình đoán có thể là mật khẩu. Đấy. Thu thông tin này là mật khẩu. Đúng không? Được, chúng ta nhìn thử dựa vào những cái đặc biệt mà ta có thể thấy được trong cái khi ta truy vấn, chúng ta tìm các đường dẫn và vân vân. Đấy, mình tìm thấy được rồi. Mình sẽ thử cap đi. Mình dùng cái công lệnh là vim. Đâu, xin lỗi mọi người, mình sh thử với user đó, sh với fox a còng 192.168.93.132. Yes, mật khẩu là đây, copy paste section thử thôi. Ok, này phóc vào được rồi, này thấy không, phóc hâu là đây là mật khẩu của nó. Có một file zver gì đó, có thể đó là xem UGL có chúng ta leo thang được không. Mật khẩu của chúng ta là không được, không được UGL rồi. Không có gì desktop cả. Bây giờ chỉ còn cách là đây, mình thấy file này là có được quyền thực hiện chạy đấy, cái root của biến s này, chủ sở hữu, tức là chúng ta có thể thực hiện với quyền root. Bây giờ user khác có thể thực thi nó với quyền root mà không cần mật khẩu, có chứ biến s này, bạn lưu ý là có biến s này, tức là biến sticky bit ý. Biến này là biến liên quan đến set về UID đấy, có biến s này thì user khác như folk này có thể thực hiện được cái file này với quyền của root luôn mà không cần mật khẩu đó. Thì chấm xoặc cái file zver gì đó đấy, nó hỏi bạn có muốn mật khẩu root không. Mình là cái do một cái rất dài, như viết cái rất dài để nhận được mật khẩu đấy, như là mình phải viết một cái rất dài để nhận được mật khẩu. Không có thông tin gì cả, bạn có một ghi rất dài để nhận được mật khẩu, nó gợi ý chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải tải cái file này về và phân tích cái file này xem là nó có điểm yếu ở đâu, rồi chúng ta sẽ đưa vào đây những cái gọi là làm tràn bộ đệm của chương trình chạy ấy. Đây là chúng ta leak ra mật khẩu đó, hình dung không. Giờ mình sẽ tải nó về này. Bây giờ chỉ có netcat đúng không? Quick netcat C còn netcat đúng không? Mình sẽ rồi search đây. Download file with netcat, transfer file with netcat. Đây. Đấy, bây giờ mình sẽ transfer file. Đấy, rồi lắng nghe, ví dụ lắng nghe file như này.
đúng không? Copy này, một hai ba bốn thì nó chưa sử dụng gì cả. Đây mình lắng nghe trên này, file tên file là Ziva PDF thì đó, đúng không? Tải nó về đã. Bên này chúng ta sẽ thực hiện đó chính là netdict và tức là để thực hiện ghi file ấy. Petition là 192.168.93.9.3.1 33 đó. Port là 41234 và cái chúng ta cần đó chính là cái tên file xin về gì đó đúng không? Đây mẫu đây rồi mình thử nhá, thử tải nhé, lắng nghe này. Truyền file thành công GS đó, chúng ta có một cái file Silvermore đấy. Rồi mình có file Silvermore kia, mình sẽ phân tích gọi là new tab này. New tab này mình phân tích cái file Ziva miroot PLZ này, giữ lại thông tin từ root cho tôi. Mình dùng công cụ phân tích mã nguồn, nếu dùng cái kia không được mình dùng đi nhỉ, đó là có công cụ phân tích mã nguồn, phân tích cái đấy tên là gì, CDP là gì, reverse gì, reverse code Revert Programming Query. Có một cái gì trình gì đó. E-D-D-G. Đây rồi. Oli DBG. Xem có không nhé. Revert trình. Không có công cụ này thì mình tìm kiếm bằng công cụ khác vậy. Công cụ cài công cụ này chờ lúc mình cái công cụ này nhá, cụ revert cell trên Google rất nhiều luôn, mình không nhớ xem công cụ là dùng giao diện được thì revert rất dễ. Đã top 8 công cụ Olipak cũng được, hoặc là có một công cụ là Glen gì đó.
ra R2 này cũng được. Mình thử R2 này. Chờ nó cài nhé. Sao mình thử công cụ reverb đây, Audacity win năm đến phút win thử thôi xem như nào. Thế lên gì à? Dùng ra thứ hai vậy. Chắc là sẽ trình được gì vô rồi xem có gì không đã. Pipap này nó có overflow này, secret bằng mật này, main. Mình không có công cụ hay không dùng cắt tờ được, cắt tờ cũng đọc nó dễ. Chưa có đúng không? Chắc cái cắt tờ như nào vậy? Cái xong rồi mình sẽ cài nó nhé, cắt tới mét
CD tới cái thư mục cài download hoặc rồi kệ đi file select đây open rồi mình xem nó có gì nào. Main event từ giá trị bao nhiêu đây? 144. Cái gì? Khá là nhiều đấy, không đếm hết được. C đúng không? Có hệ thống sinh từ trên. Mình thử xem các giá trị ở đây là bao nhiêu. Lúc là bỏ qua này. Mình có gì đặc sắc không? Get UID. Bring point. FF là ký tự cuối cùng gọi là overflow, tức là nó sẽ gọi overflow khi chạm điểm kết thúc của chương trình. Khi chạm điểm kết thúc của chương trình có như sẽ gọi lên ship từ overflow, tức là bị tràn rồi, hết rồi. Đây là gọi là getUID, cái thông tin. Ok, mình thử tìm cái thông tin liên quan đến cái chương trình này xem nào. Thế khi nó chạy đến một ngưỡng nào đó, nó báo đấy nhưng cho gọi là chạy đến khi nó gọi đến ngưỡng gọi là F000 như này, thì gọi là chương trình sẽ bị gọi đến hàng overflow, tức là bị tràn rồi. Đặt ngưỡng ngưỡng tràn, tức là nó sẽ không ngừng khi chương trình nó sẽ trả
về những cái điều sai lệch một chút về chương trình hoạt động của nó. Ok, mình thử tìm cái thông tin về tên của chương trình này. Nó có tên là Silver gì đó, Silver Mirror đúng không? Chương trình C. Đây chương trình C nhé. Vì chúng ta có một bức ảnh này rất đặc biệt với cái tên này, mình sẽ thử tìm cái tên này xem là nó có thông tin gì không. Đây, nó có Assembly Control này. Thường liên quan tới cái file mà chúng ta đang tìm hiểu đây này. Cái ông bức ảnh này của nó đây, Vương Dê Security của cái hội có cái ảnh mà chúng ta vừa xem này. Đấy, mình sẽ xem cái thông tin của cái hội này như nào này. Vì tên là Busi nhưng ta tên chữ Security nữa này, thì đã ra thông tin về GitHub của bọn này. Đây xem nào, có những cái như kiểu là mình tự tìm cái thông tin liên quan đến repo có không? Không có. Mình tìm cái liên quan đến C thì thấy có thằng này public 2020, thì vào đây mình phát hiện thấy nó có một cái file giống như mình tìm kiếm này, chính là file này luôn. Đấy, và code nó đây, nó cách tấn công exploit.py, đây là file tấn công. Đây, chương trình khai thác của họ đây. Đây là nó sinh ra một hệ thống các chữ A. Đấy, kiểu như này trong Python rồi cho bên loạt được view file là exploit.txt và nó sẽ chạy cái file này với chương trình này. Ok, mình kiếm được cái gì trên ông này thì nó viết sẵn code khai thác đây này. Còn để hiểu rõ thêm tại sao nó khai thác như thế thì mình vào phần trình C này để biết được này. Ở đây thì bạn thấy là đây này, nó bị tràn khi ký tự đạt 500, khi quá 500 từ.
giá trị ký tự sẽ tràn, user putting nó sẽ thông tin ra user trong hệ thống là gì, và sẽ không convert gì đó. Đây khi nó giải mã code thì nó dịch ngược, nó sẽ ra chúng ta thông tin là khi ký tự đạt 500 sẽ bị tràn. Còn để tìm tìm nó ở đâu ở trong này, chúng ta chỉ trong khoảng overflow thôi, đến thời điểm nào sẽ bị tràn này, giải sẽ ra các giá trị này nó ra bao nhiêu. Đấy, đây mình chỉ có hex to thôi, to yes taxable ấy, đạt 500 thì bị tràn đúng không? Hex xa giống như 500 convert, đây là 1F4 10001. Bạn thấy điều gì đặc biệt đây không? Bạn nhìn nhé, cái ảnh đâu rồi, 1001 gì đó, nhìn giống không nhé? Nhìn nhé, nhìn lại à, không giống lắm. Ok thì ở đây chúng ta sẽ tìm giá trị liên quan đến 1F4 như này ở đâu thì sẽ điểm tràn ở đó. Tìm code nhé, mình nhớ là mình đã đây là 10 này. Đấy, thêm chữ có chữ đến F6, FC chữ F6, F6 này, H4H. Không C mà F. Đây là tràn rồi này. Đây nó hơi quá lên một chút. FA8 ở đây chỉ có điểm dừng của chúng ta với điểm tràn chúng ta thôi, không thấy có một F4 nào ở đây chúng ta tìm hiểu đúng không? Chà. Bên. Kỹ năng phân tích tìm thì các bạn mà chúng ta cần phân tích thôi. Tràn ở điểm nào? Một F. Fail. Fail ở đây. Fail gặp chỉ một F. Đặt với một F. Fail. True là hoạt động chính xác. Ok, nói chung là chúng ta sẽ đạt giá trị ngưỡng điểm
điểm ngưỡng điểm để tràn là vượt qua 500 đó. Ok, thì đây tìm thông tin đằng này thì biết đoạn này nó có lỗi đấy rồi, thì đây mình sẽ lấy cái exploit chúng ta ở đây đấy, mình sẽ chạy payload này khai thác luôn trên Kali lấy mật khẩu nhé, gọi là chung là như thế đúng không? Tắt hình đi, Glow with serving đấy. Mình sẽ chạy là đấy. Thông tin là khi chúng ta đến điểm 1F4 đấy, 4 là 500 thì nó tràn rồi, vì đấy 500 mà quá 500 mà nó tràn thì cái chương trình Python đó thì nó đã sinh cho chúng ta mà nó có loại cái chữ A đến 515, nó vượt qua rồi đấy, vượt qua ngưỡng giới hạn 500 và nó lót thêm cả cái giá trị khác cộng cộng chị gán thêm sau cái chữ A này nữa để nó chạy, sau đó nó sẽ đọc cái file này đấy, gán giá trị sau khi chạy cái chương trình này đúng không? Mình sẽ chạy nhé, vi thứ 308 deploy. Đó. Các exploit.txt rồi về rốt thì đó, đây là cái giá trị chúng ta sẽ cần điền vào cái quy mình sẽ mở cái file lên open năm trăm chữ A với ký tự cuối là cái gì đó đúng không? Sau này mình sẽ côn hầu đó này đã. Và kéo xuống một tí chạy cái file chấm suộc zipper gì đó mật khẩu đây, mật khẩu mình lấy đây lấy như là tràn giá trị ở đi, chúng ta sẽ leo thang thành công vì nó là to sleep, vì cái ý là to sleep là quá sâu đi về quá sâu là quá là vượt quá cái gì đó đấy, nó sẽ bị tràn hay dữ liệu sẽ bị thất thu, nó báo là thành công khi chúng ta đi vượt quá tràn, nó tự khắc có mật khẩu leo thang đặc quyền luôn đó, ls chúng ta đang có ở id là root đấy, vượt quyển chuyển uid một cách trực tiếp luôn đúng không? Ok tuyệt vời đúng không? Rồi đó, nắp store chắc là cái ấy rồi. Bây giờ việc chúng ta là đọc nó to cùng thôi. Ok, thành công. Thành công, đã thành công. Chúng ta thu được một con cáo. Con cáo con. Cái này không. Một chú cáo con đã ra đời. Đó, thành công. Congratulations. Đấy. Thì video buổi khai thác này của mình ở đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, thì các bạn nhớ like và share và ủng hộ kênh mình nhé. Thank you các bạn, chào tạm biệt. Thank you.